Để chúng ta chuẩn bị tâm hồn để tham dự thánh lễ tạ ơn đặc biệt của Hội Văn Đức của chúng ta. Kính thưa toàn thể công đoàn dân Chúa, cứ mỗi lần hè sang, điểm hẹn lại đến với chúng ta. Quý anh chị em cựu học sinh trường Văn Đức cùng nhau quy tụ dâng thánh lễ tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta mọi ơn lành hồn xác, ban cho chúng ta có những kỷ niệm thật đẹp thời thơ ấu, và ban cho chúng ta được gặp nhau trong dịp hội ngộ năm nay. Trong những giây phút thiêng liêng này, chúng ta cũng nhớ đến quý cha, quý tu sĩ. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các cựu học sinh trường Văn Đức luôn khôn ngoan, sống ngay lành, thánh thiện, để góp phần mở mang nước Chúa và mưu ích cho muôn người. Và giờ đây chúng ta cùng đứng lên hiệp với ca đoàn để hát bài ca nhập lễ. Nguyện xin ân sủng Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình thương của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý thầy cô và tất cả các bạn thân mến, hôm nay em rất là vui được đứng trước đây với lại tất cả thầy cô như các bạn. Và theo được biết là có một số thầy cô đây chúng ta cùng các khác tôn giáo với nhau, nhưng mà vì tình yêu thương các học sinh cũ cũng như là vì yêu thương gia đình Văn Đức mà chúng ta quy trọng nhau nơi đây để chúng ta cảm tạ ơn Chúa là Đấng Thượng Đế đã tạo dựng nên tất cả mọi người chúng ta, và đặc biệt là yêu thương chúng ta, mang cho chúng ta quy tụ nhau nơi đây. Giống như là bài đọc ngày hôm nay diễn tả một người chăn chiên. Một người chăn chiên là một người quy tụ chứ không phải là người tản mát. Quy tụ tất cả những người con chiên, cũng như là thầy cô quy tụ tất cả những người sinh viên, học sinh của mình đến đây để chúng ta cùng có những kỷ niệm, trò chuyện, và đặc biệt là cảm ơn Thượng Đế. Và đặc biệt chúng ta cũng không quên cảm ơn tất cả những người đã sáng lập, đó là cha Thu và cha Hiệu, cũng như là tất cả những người đã đi trước chúng ta để lại cho chúng ta những kỷ niệm và những cái nền văn hóa cũng như là nền giáo dục. Và chúng ta cũng không quên chào mừng cha Kachel, ngài là giáo phận ở bên Bảo Lộc phòng ạ. Đà Lạt, nhưng mà ngài ở chỗ khu Bảo Lộc rất là đẹp, rất là thơ mộng. Và xin chào tất cả mọi người chúng ta trong tâm tình tạ ơn đó. Dạ vâng, xin chào cha một tràng pháo tay. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta hãy dành ra một phút để cảm tạ ơn Chúa. Có thể hình dung ra một người thầy nào đó, một người cô nào đó, hay là một người sinh viên nào đó mà chúng ta muốn cảm ơn Chúa. Vì lòng thương xót chủ của Chúa, chúng ta ca tụng Thiên Chúa qua sách Giê-rê-mi-a. Ta sẽ quy tụ đoàn chiên của ta còn sót lại. Ta sẽ soi xuất hiện các mục tử để lãnh đạo chúng. Khốn thay, những mục tử làm cho đoàn chiên ta chân dắt và thất lạc. Và ta, vua sẽ thi hành điều chính trực công minh.
Thời bấy giờ, Giu-đa sẽ được cứu thoát, Israel được sống yên hàn. Danh hiệu người ta tặng vua ấy sẽ là Đức Chúa, sự công chính của chúng ta. Đó là lời Chúa. Cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất trên thập giá. Người đã tiêu diệt sự thù ghét, Người đã đến loan báo tin mừng bình an cho anh em là những kẻ ở xa và bình an cho những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ Người, cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi. Trước cả các ngài ra khỏi thuyền, Đức Giê-xu thấy một đám người rất đông thì chạy lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Thật sự em rất là vui được thấy thầy cô cũng như là các bạn ngày hôm nay. Một lần nữa em rất là cảm ơn thầy cô cũng như các bạn. Chúng ta được quy tụ nhau ở đây để cảm tạ ơn Chúa và trò chuyện với nhau. Trong bài đọc phúc âm ngày hôm nay diễn tả một cái sự kiện hay một cái biến cố là thấy đám đông thì Đức Giê-xu cảm thấy chăm lòng thương, vì họ như là đàn chiên không có người chăn. Vì họ như đàn chiên không có người chăn. Tức là Đức Giê-xu dùng một cái hình ảnh là đám đông như một người đám chiên thiếu người chăn chiên. Khi mà nói đến chăn chiên hay là mục tử, thường thường chúng ta nghĩ đến ai ạ? Là Chúa Giê-xu. Còn ai nữa ạ? Khi mà đến nghĩ đến mục tử hay là người chăn chiên, chúng ta thường thường nghĩ đến ai ạ? Sao kìa? Là những người lãnh đạo trong giáo hội, hay là linh mục, hay là mục tử, hay là pastor, phải không ạ? Nhưng mà trong cái thâm trí của Đức Giê-xu, chúng ta có thể hiểu rộng hơn một chút xíu về cái vai trò của người chăn chiên. Nếu mà hiểu theo cái vai trò của người chăn chiên thì chúng ta có thể hiểu rằng người chăn chiên không chỉ là những người mục tử, linh mục hay là giám mục hay là những người lãnh đạo, mà tất cả những ai có nhiệm vụ chăn chiên, kể cả thầy cô, bố mẹ. Tại sao em nói như vậy? Nếu mà chúng ta thấy cái trách nhiệm của người chăn chiên thì chúng ta thấy rất rõ. Người chăn chiên theo cái nhìn của Đức Giê-xu có ba trách nhiệm. Thứ nhất là biết con chiên. Biết con chiên. Đức Giê-xu có một lần đã nói: chiên ta thì biết ta biết chúng, như cha ta biết ta và ta biết ta và ta biết cha ta. Đức Giê-xu diễn tả một cái hình ảnh là biết từng con chiên một. Tại sao như vậy?
Nếu mà trong chúng ta sống cái thế giới của Đức Giêsu, cái thời đó thì người ta có trận chiến với nhau, thì sau khi trận chiến xong thì buổi tối thì người ta làm gì ạ? Người chúng ta cho vào chuồng chiên. Nhưng mà đây là một cái thế giới của một người cộng đoàn hay cộng đồng. Người ta không phải là chỉ có ok, đây là chuồng chiên của tôi, còn đây là chuồng chiên của các bà hay là của các ông. Họ không làm như vậy, họ làm chung với nhau. Tức tỏ là, thí dụ như là 4-5 gia đình gì đó cho hết đàn chiên của mình vào trong một chuồng của chuồng chiên. Như vậy, thì buổi sáng làm sao biết được chiên nào, tức là những cái cả 100 con, 200 con cùng một chuồng chiên, làm sao biết chiên nào là của mình? Phải không ạ? Chứng tỏ là người chăn chiên có một cái quan hệ với con chiên rất là mật thiết. Dùng hình ảnh cụ thể hơn là chúng ta thấy rất rõ. Nhà của em, gia đình rất là nhỏ, bố mẹ chỉ có 12 người con thôi. Cộng thêm có bao nhiêu đàn cháu rồi họ hàng. Mỗi lần gia đình như vậy tụ họp lại thì bao nhiêu người ạ? Hơn 100 người. Phải không ạ? Nhưng mà trong 12 chị em đó đã sau lập gia đình, nhưng mà tất cả những người đó họ đều biết con của họ, và con của họ nhận ra bố mẹ của họ, đúng không ạ? Cái đó điều đó rất là mình thấy rất rõ. Rồi một hình ảnh khác là chúng ta thấy các thầy cô một năm như vậy, tức là dạy một lớp khoảng chừng 30 em, phải không ạ? Và bao nhiêu lớp. Nhưng mà sau khi cái này làm cho cô Thu hơi mắc kẹt một chút xíu, là sau hơn mấy chục năm hả, có hơn mấy chục năm chưa gặp cô, gặp lại cô mới nhận ra diện tên của mình và mặt của mình, và mình nhiều khi mình cũng không nhớ. Chứng tỏ rằng những người thầy cô và cha mẹ biết từng con chiên, từng đứa con của mình. Thầy cô cũng như vậy, một người thầy cô tận tâm là một người thầy cô biết từng học sinh của mình. Đó là trách nhiệm thứ nhất, là biết. Trách nhiệm thứ hai là trách nhiệm bảo vệ, quy tụ. Bảo vệ nghĩa là sao? Tại sao như vậy? Chúng ta lại sống ở thế giới của Chúa Giêsu, phải không ạ? Người chăn chiên dẫn nguyên một đàn chiên đi ra đồng. Thì sao ạ? Đồng cỏ xanh như vậy thì những con chiên nhiều khi nó lại đi và hướng hay là... Thì người chăn chiên có một cái gì ạ? Có một cái cây gậy. Có một cây gậy để làm gì? Để quy tụ. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là gì ạ? Nếu mà chó sói có đến ăn thịt chiên của mình thì mình làm gì ạ? Mình phải bảo vệ. Bảo vệ. Còn cái người thuê gặp thấy chó sói thì chạy. Nếu chúng ta có một tâm hồn của người chăn chiên thì cũng như người bố mẹ bảo vệ con cái của mình khi thấy những chó sói đang cướp giật hay là ăn thịt con của mình. Các thầy cô cũng vậy. Có thể có một cái trách nhiệm bảo vệ những người học trò của mình. Bảo vệ bằng cách nào? Chó sói đây không có hiểu nghĩa là chó sói giống như con chó sói. Có thể mình có thể hiểu theo cái nghĩa rộng hơn. Chó sói có rất nhiều, mang nhiều cái hình dạng khác nhau trong thế giới của học trò, phải không ạ? Ở đây có lẽ là có một số người chúng ta cùng một lớp với nhau, mình có nhận diện lý, rồi có một số người chúng ta cùng học trò với nhau, chúng ta biết rằng có rất là nhiều chó sói trong thế giới của học trò, phải không ạ? Thứ nhất là nhiều khi ăn gian, thứ hai là nhiều khi em sợ về vấn đề các học môn ăn văn, rồi nhiều khi trong lớp, nhiều khi sợ ngày mai có cái test, có bài thi, thì tối hôm trước thì làm gì ạ? Đó, thế là leo lên trong trường Văn Đức, rồi chết những cứt mèo gì đó, và ngày hôm sau là không có thi nữa. Tức là có những cái chó sói nó làm cho học sinh bị tản mát, và làm cho mình không còn tập trung để chúng ta học. Và chúng ta thấy rằng sau thế giới của 75 có rất là nhiều hình dạng làm cho học sinh bị hoang mang, phải không ạ? Trong thế giới đó thì người thầy cô có trách nhiệm quy tụ và giúp học sinh học. Vì chúng ta biết rằng cái vai trò của thần dữ hay là những người chó sói, cái chiến thuật của họ là gì ạ? Là tàn mạn, phải không ạ? Thì trong chúng ta thấy trong thế giới ngày hôm nay cũng vậy, hay là thế giới của lịch sử Việt Nam chúng ta cũng vậy, chia ra để trị. Đó là một cái chiến thuật chia ra để trị, chiến thuật tàn mát để cai trị dân chúng. Thì Đức Giêsu, một người chăn chiên,
nói: người chân tiên tốt lành, một người bố mẹ tốt lành, một người thầy cô tốt lành, là một người biết quy tụ giúp cho học sinh của mình quy tụ lại với nhau để học hỏi, để thăng tiến, phải không ạ? Rồi biết quy tụ bảo vệ, và thứ ba là chăm sóc, phải không ạ? Chăm sóc dẫn chim ta đi đâu ạ? Nó đâm cỏ tươi, phải không ạ? Chư sư nói thấy đám đông, chư sư chặt lòng thương, chặt lòng thương. Chúng ta thấy rằng trong thế giới của giáo dục cũng vậy, thấy học sinh bơ vơ. Có những học sinh bây giờ, em có một người bà đang ở bên Việt Nam, bây giờ học con của mình rất là khó khăn trong vấn đề kinh tế, tức là chỉ đi cho học thôi chứ không có tiền đủ để cho đi học, huống chi là sau khi học xong phải học thêm, tức là cũng không có tiền. Chúng ta thấy không ạ? Thì như vậy là chẳng còn thương nhưng mà cũng không có làm gì được. Vậy chúng ta thấy rằng người chủ trang chính tốt là một người biết chăm lòng thương và dẫn tới đồng cỏ tươi. Đồng cỏ tươi đây không có nghĩa là chỉ có vấn đề ăn uống không, nhưng mà thầy cô của chúng ta có cái trí thức. Em nhớ có một câu chuyện là có một em nhớ, nếu mà em nói không lầm là thầy Minh, không biết thầy Minh có đây mà nhớ cứ nhận nhìn là thầy Minh có nói một câu này, tự nhiên em vẫn nhớ khoảng mấy chục năm rồi, và thầy đang dạy ăn văn thì thầy có nói một cái câu này là các em khi mà lớn lên rồi các em phải giúp đỡ nhau, chứ đừng có chỉ có biết ích kỷ, chỉ biết sống cho chính mình thôi. Thì đó là một cái nuôi cho các học trò của mình một cái biến tượng, phải không ạ? Một cái hướng của lối sống đây là chúng ta biết yêu thương nhau chứ không phải chỉ biết sống cho mình. Đồng cỏ tươi không có nghĩa là chỉ có ăn uống vật chất, nhưng mà còn có cái trí thức, còn cái tinh thần. Và đặc biệt trong thế giới ngày hôm nay, trong thế giới của nước Mỹ này đang có một món ăn rất là thiếu, đó là món ăn mà mẹ Teresa khi đến thăm, mẹ Teresa đã phát biểu như vậy. Mẹ nói trong thế giới ngày hôm nay, và đặc biệt nước Mỹ, cái nghèo nhất của nước Mỹ này không phải là đồ ăn, mà cái nghèo nhất của nước Mỹ này là những người bị bỏ rơi, thiếu tình thương. Và cách đây hình như 2002 có một nhà tin lành viết một cuốn sách Purpose Driven của tác giả là Rick Warren. Thầy cô và các bạn biết là cuốn sách đã bán được bao nhiêu cuốn sách không ạ? 30 triệu. 30 triệu. Purpose Driven, nếu có thể dịch ra là một cái tìm hiểu mục đích của cuộc sống. Mục đích của cuộc sống. Và tác giả là một người tin lành, một vị mục sư, Rick Warren. Chứng tỏ rằng tại sao những cái câu chuyện tiểu thuyết hay là sách này sách kia mà không bán chạy được như vậy, mà sách Purpose Driven mà sách đó mở ra thì mình thấy sao ạ? Toàn là kinh thánh. Toàn là kinh thánh không ạ? Nhưng mà người ta lại khao khát cái gì? Khao khát một lẽ sống. Một lẽ sống mà không ai trong chúng ta có thể cho được. Chỉ có Đức Giê-xu. Đức Giê-xu mới cho chúng ta một lẽ sống, một sức sống. Chứng tỏ bài đọc ngay kêu mời chúng ta là thầy cô, là bố mẹ, là linh mục. Tất cả chúng ta có tâm hồn của một vị mục tử, biết con mình, biết học trò mình, bảo vệ con mình, quy tụ con mình. Và thứ ba là chăm sóc, dẫn nó đến những đồng cỏ tươi. Vì ngày hôm nay có rất nhiều thiếu thốn, không phải chỉ vật chất không, mà còn phải tinh thần, không phải tinh thần không, mà còn khao khát một lẽ sống mà chỉ có Đức Giê-xu mới trao ban được. Amen. Hôm nay ngày họp mặt kỷ niệm 62 năm thành lập trung tiểu học Văn Đức xứ Lộc Hưng, Chí Hòa, Sài Gòn, gia đình Văn Đức, Hải Ngoại, Nam Cali, chúng con cùng nhau tưởng niệm tri ân các đấng tiền nhân đã xác lập và phát triển trường Văn Đức từ năm 1956 đến nay.
gồm có Linh mục Giuse Đỗ Đức Hân, giám đốc, Linh mục Bernardo Nguyễn Xuân Thu, hiệu trưởng, và Linh mục Phêrô Lã Quang Hiệu, tổng giám thị. Và xin Chúa chúc lành cho cuộc họp mặt tri ân tiền nhân của chúng con và xin nhận những lời nguyện cầu của chúng con hôm nay. Lạy Chúa, hôm nay chúng con họp nhau đây trong đại hội thường niên để tưởng niệm tri ân các linh mục tiền nhân đã thành lập và phát triển ngôi trường Trung tiểu học Văn Đức, cho chúng con có nơi trau dồi học vấn về văn và rèn luyện về đức. Xin Chúa ban thưởng cho các ngài tin chốn trường sinh và ban cho chúng con ơn bình an, khỏe mạnh, vui sống, an vui trong tình thân ái của gia đình Văn Đức chúng con. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa ban cho các thầy cô, các học sinh cũ mới của ngôi trường Văn Đức, các ân nhân thân hữu bạn bè luôn được an vui, khỏe mạnh, gia đình bình an hạnh phúc, con cái ngoan hiền, cuộc sống ấm no ổn định. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa cho các thầy cô và các học sinh Văn Đức được muôn vàn lòng ơn Thiên Chúa, ban cho cuộc sống như các bạn cũ mới, bạn bè ân nhân còn sống hoặc đã qua đời được an vui, khỏe mạnh, phúc lộc dồi dào, luôn kết hợp trong tình thân ái của gia đình Văn Đức chúng con. Xin Chúa, chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong thầm lặng, xin mỗi thành viên chúng ta dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện riêng của mình. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, trong ngày kỷ niệm ngôi trường và tri nhân các đấng tiền nhân thành lập và phát triển trường trung học tiểu học Văn Đức, xứ Lộc Hưng, huyện Sài Gòn, xin Chúa chúc lành cho các thầy cô và học sinh trong gia đình chúng con luôn được muôn vàn hồng ân Chúa ban cho, để chúng con luôn sống trong tình thương xót của Chúa mọi ngày trong đời sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ công nghiệp Chúa Jesus Christ là Chúa chúng con. Amen. Xin Chúa ban cho chúng con nhiều hạnh phúc, may mắn như hương vị tinh khiết của loại trái cam này. Hôm nay anh chị em cựu học sinh Văn Đức chúng con kính dâng lên Chúa để tỏ lòng tri ân và ân ban cho chúng con mọi ơn lành. Quyển kỷ yếu gia đình Văn Đức là kết quả của công lao các cha, các thầy cô đã rèn luyện cho chúng con được nhân bản, nhất là một người Kitô hữu, đã cùng nhau làm thành một cuốn gia phả Văn Đức để kính dâng lên Chúa tạ ơn về sự quan phòng của Chúa đã ân ban cho chúng con. Kính dâng lên Chúa những lễ vật và chén bánh miến trắng tinh và rượu thơm ngon, hương nồng là lao công công cuộc sống của con người chúng con. Xin Chúa liên kết anh chị em Văn Đức của chúng con trong một tình yêu Chúa phục sinh, như giọt nước hóa tan trong ly rượu thánh được hiến dâng trên bàn thờ. Quên
trong lòng tôi. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân của Chúa, là những người con chiên của Chúa đây. Chúa đã lấy bắn bởi trời và nuôi dưỡng chúng con. Xin cũng giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Và ngày hôm nay chúng con không quên một lần nữa cảm ơn tất cả những người thầy cô cũng như là những người tiền nhân đã giúp chúng con có ngày hôm nay. Và chúng con không quên cầu nguyện cho một linh hồn là Maria Giang Diệu Minh, là một sinh viên của trường Văn Đức vừa mới qua đời, cũng như là tất cả những người đã qua đời trong cuộc đời của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ cơ nghiệp của Chúa Jesus Kitô là Chúa chúng con. Amen. Sau đây một vị đại diện của cựu học sinh Văn Đức có đôi lời tâm tình chia sẻ đến hai cha, và đặc biệt là cha chủ tế Trần Đức Mạnh là cựu học sinh, cũng như quý thầy cô là cô Hoa Hội Phó. Kính thưa quý cha, quý thầy cô, quý quan khách và tất cả quý anh chị em cựu học sinh Văn Đức kính mến. Con là Đỗ Hoa, thay mặt anh chị em cựu học sinh Văn Đức có đôi lời tâm tình từ trong tâm khảm của mỗi người. Hằng năm, mùa hè đến, hội cựu học sinh Văn Đức lại có dịp hội ngộ những người con đất Việt xa quê, những người con đã từng được trau dồi văn hóa dưới mái trường trung học Văn Đức thân yêu, cổ kính tại thành phố Sài Gòn. Trước năm 75, trường đã đón nhận hàng ngàn học sinh khu vực Bảy Hiền, Lăng Cha Cả, Ông Tạ, Tân Sa Châu, Nghĩa Hòa, Nam Hòa và Hòa Hưng. Có nhiều vị linh mục, các vị lỗi lạc đã từng học dưới mái trường Văn Đức. Điển hình là cha Trần Đức Mạnh của chúng ta hôm nay. Hôm nay, hội ngộ của những người con trong mái trường lần thứ 9 tại hội trường Westminster thật tốt đẹp, chính nhờ vào sự quan phòng của lòng Chúa xót thương, sự ưu ái khuyến khích của quý cha, của quý anh chị trong ban tổ chức, và nhất là sự nhiệt thành tham gia của tất cả cựu học sinh xa xứ. Chúng con chân thành tri ân cha Trần Đức Mạnh, chủ tế cựu học sinh Văn Đức, cha Khở Treo, giáo xứ Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt đã đồng hành với chúng con trong dịp họp mặt. Quý cha đã cử hành thánh lễ, chia sẻ lời Chúa, động viên, cầu nguyện cho chúng con, nhất là cùng với chúng con tổ chức đại hội họp mặt lần thứ 9 này. Chúng tôi chân thành biết ơn quý quan khách, quý anh chị cựu học sinh và gia đình đã đến tham dự đại hội hoài niệm tuổi học trò lần 9 này. Mặc dù chúng ta ở xa nhau mỗi người, mỗi niềm trong đất nước Hoa Kỳ, nhưng vào dịp như thế này, chúng ta có những cảm xúc và cảm nghiệm rất quý báu khi được sống bên nhau, chia sẻ về những kỷ niệm thời niên thiếu, như đang sống trong mái nhà trường, trong một gia đình. Ước mong sự liên kết này được Thiên Chúa chúc lành, giúp chúng ta gắn bó và năm tới sẽ đông đủ hơn nữa. Cảm ơn ban ẩm thực, ban âm thanh, ánh sáng, ban trang trí, ban văn nghệ đã nhiệt tình phục vụ trong ngày họp mặt hôm nay. Một cách đặc biệt đến cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, lòng biết ơn của anh chị em cựu học sinh Văn Đức chúng tôi. Một lần nữa, chúng con cảm ơn quý cha, quý thầy, quý quan khách, quý anh chị em cựu học sinh Văn Đức và tất cả mọi người hiện diện hôm nay. Nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, xin Thiên Chúa đổ tràn ân phúc cho quý cha và tất cả mọi người. Đúng như bài nhập ca nhập lễ, chúng con về đây dâng ngàn tiếng ca. Chúng con về đây để tạ ơn Thiên Chúa. Trân trọng kính chào. Thank you.
trong tâm tạ ơn. Có lẽ chúng ta xin mời tất cả các thầy cô đã dạy ở trong trường Văn Đức, xin mời các thầy cô đứng lên để chúng ta cùng cảm ơn. Xin mời tất cả các thầy cô trong trường Văn Đức đứng lên nào, để chúng ta cùng vỗ tay để chúng ta cảm ơn các thầy cô đã dạy chúng ta cùng ạ. Dạ, xin một thầy cô. Chưa cùng anh chị em và cùng cha, xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúng ta ra về bình an. Cảm ơn Chúa. Oh,